Hello cả nhà, lại là em Trang đây. Xin chào mọi người, chủ nhật nha. Mọi người biết con này là con gì không? Hình như là con này là con tôm mũi ni đó mọi người. Mọi người xẻ ra làm hai đó, mình nướng nướng xong rồi đó. Có một dĩa tôm và một dĩa gẹ thôi, không có nhiều hết trơn mọi người. Gia đình chủ nhật như vậy là đủ ấm áp rồi. Mọi người thấy cái tập dĩa tôm ăn rất là đã, rất là mê luôn. Những chị em nào mà chưa ăn tôm nướng, mọi người thử làm cách này thì rất là ok luôn ha. Mình sẽ luộc sơ qua nha mọi người nha. Mình sẽ luộc sơ qua xong rồi khi đó mọi người bỏ lên mình nướng, xong khi đó mình bày ra gia đình cùng ăn. Ba mẹ này là mẹ chồng em, còn đây là ba mẹ chồng em nha. Đó, bày ra cho ba mẹ chồng ăn và cũng làm vài lon xương xương thôi mọi người, gọi là làm vài lon xương xương ăn tẩm bổ thôi ha mọi người ha. Đó, chủ nhật của mọi người như thế nào chứ? Chủ nhật của em, nhà em như thế là đã cảm thấy là ấm áp rồi mọi người ha. Rồi sau khi đó ăn xong rồi, con trai kêu mẹo đưa đây con đi vay vòng vòng cho ảnh vay mà không thấy cái gì hết trơn. Mọi người thấy cái lỗ tai với cái đầu không à? Đó mọi người, đó khi tôi quét nè, tôi test nè, đó mọi người thấy không? Wow, chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng chưa? Bà lem quá.